chào quý vị khán giả đến với kênh của Trần Nên. Để trở lại chương trình hôm nay, kính mời quý vị khán giả thưởng thức cái bài hát này nói lên là vợ chồng hồi xưa đó quý vị khán giả. Vợ chồng hồi xưa mà vợ chồng nghèo lắm, kêu bằng hồi xưa đó cũng đâu có giàu có gì đâu. Quý vị khán giả nghe cái bài hát Tình Đôi Ta nha. Cái bài hát này thưởng thức qua tiếng hát của Trần Nên và Kim Hân. Nếu quý vị khán giả có nghe được cái bài này, Trần Nên xin quý vị khán giả cho Trần Nên xin một like và đăng ký ủng hộ kênh của Trần Nên. Trần Nên xin thành thật cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Mình ơi, mình à, đó thấy chưa, kêu hoài mà không có lên tiếng gì hết à. Mình gọi em thương em già, sao em gọi mình đến mòn hơi cổ rã không thấy mình đâu để em nhớ. Vậy non với biển ở đâu xa, anh là ngọn Thái Sơn, còn mã mày như biển lớn. Ta thề rồi ta chứng giám, để cùng nhau tạo dựng đám con mình. Công cha như núi Thái Sơn, còn lòng mẹ như mình chắc anh cũng phải. Anh đi sớm về khuya, để mình chờ, mình đợi, mình chạy gạo từng đón, mình lo cho con từng ngụm sữa, dắt chiều đàn con qua cầu bao khổ, để chung hiểu nghĩa bao la của biển Thái Bình. Nuôi con mẹ heo dốc hình, cạn bầu mình đừng tưởng anh đi sớm về phía là anh có mèo có mỡ. Anh thừa biết một nhóm tình quê hơn một sề nghĩa chợ, sao bằng vợ anh là duyên là nợ. Hãy hết cái đẹp lúc xuân xanh, là tới cái đẹp bội xuân già. Mình hãy cảm ơn đêm tối với ngọn đèn mờ, đã tạo cho mình cái bóng hắt hiu đơn lẻ. Còn anh giữa trưa hè nắng cháy, vật lộn với đời như người phiêu lạc trong xa mà khô khan. Có những khi trùng bước bóng trần, tròn chân mỏi gối trong đồng xanh tiếc hôi, hình của anh đây còn bóng ở
là mình thề sống thề chết hả? Má mày không tin hả? Anh thề nữa. Thôi thôi, được rồi, thề hoài. Anh thề cho tôi yên tâm làm biển lớn, trong khi càng ngày tôi càng eo uông phát nhé. Má mày yên tâm, gần đá dần ngang nhìn nước tràn sông vô. Mặc cho đời hưng với cái nghĩa tao khăn đâu ai dễ đổi dời. Má mày đã dạy dỗ con rằng tình mẹ bao la như lòng biển lớn. Còn anh cũng phải làm sao cho đàn con hạnh diện khi chúng nói ba của tụi mình như bài ca tình đôi ta hôm nay đến đây đã hết. Cũng mong quý vị khán giả xem những video kế tiếp của Trần Ngân. Thì hôm nay Trần Ngân cũng không biết nói gì hơn. Trần Ngân cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều và hẹn gặp lại. Xin kính chào.